Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Khó ăn quá, phải cung cấp dụng cụ thôi. Trời, quá là dễ trai mà dễ thương nữa. À, thì ra ngươi chính là Tinh, Trần Tinh. Đúng rồi, vừa đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Dạ, tự nhiên liên quan với em Trần Tinh. Trần Tinh lấy lòng mình đó. Lấy lòng đúng không? Lấy lòng đó. Để nó quên, nó không có chỉ điểm á. Đúng rồi, nãy nó tưởng đợi anh nó đâu thắng được đâu. Lúc nào cũng vậy, cái này dựng lên, fan bắt đầu vô, trời ơi, níu tinh tế quá. Cái gì cũng tinh tế, dựng tinh tế. Ai ngờ ở ekip truyền vô chứ có gì đâu. Tự nhiên cái tinh tế. Nhưng mà khúc này bị cắt đúng không? Cắt rồi. Không, chúng tôi không cắt. Gì tinh tế, tinh tế. Còn Lâm làm trộn màu gì, cái quỷ gì màu, có ai mượn gì cái dẻ quá, cái dẻ đó, đó. Mà có giờ em làm đâu, tại đó em biết em làm mà. Ôi, hát cái gì không hát luôn, đắp đùi gà trong gió bẻ nhẹ ngay đó thì làm em. Lâm ơi, không hát kìa. Em không hát, em bước ra liền nha. Em thấy em hát mà. Em hát lớn coi. Gà, gà mà không gây là con gà con. Gà mà biết gây là con gà đây. Anh ơi, đội anh hát, hát mà nổi gân. Đi, sợ quá. Quay, đầu. Con gà, có con gà, người ta nổi gân mà người ta được ăn ngon. Rồi, món tiếp theo đó là món nấm mối nướng muối ớt. Nắm thì phải nắm, cái đó là nắm mà anh. Với món tiếp theo là món lục bình xào tép. Lục bình trôi ra, lục bình trôi ra, trôi mãi không nè. Tạm biệt lục bình trôi. Hết bài rồi Lâm. Món tiếp theo đó là món chù ụ. Wow. Con này là con chù ụ hả? Con đất đó là trong dòng họ luôn á. Dạ. Chù ụ. À vậy là bắt kim than cà lan chù ụ. Con qua kèo là kèo qua ụ à. Chú ban dầu qua cầu gặp con chù ụ à. Chú ban ớt ở lại làm chù ụ luôn ha. Con chù ụ đánh trống thổi kèn. Con chù ụ thổi tỏ tí te chù ụ chù ụ. Chù ụ. Rồi, mày đánh bản quyền. Là cái lỗ trước mặt các bạn là lỗ xim lo. Ngoài ra chúng ta có món cốm dẹp. Và sau đó thì chúng ta sẽ tráng miệng bằng dừa nước. Đối với đội thua thì các bạn vẫn có món ăn, đó là món càng. Càng cua đồng rang muối. Ngon á. Ua. Em mời cả nhà nha, mời cả nhà nha. Dạ, mời cả nhà. Mời. Nếu được ăn á thì trong cái dạng đó em ăn gì? Ăn hiếu. Ăn hiếu. Hả? Ủa? Ủa? Ăn. Nếu mà được ăn anh sẽ ăn gà với lại cái cốm vịt thôi. Dạ, vậy em để em ăn thay cho anh. Ôi ơi. Hiếu ơi, em nên ăn cái lẩu này đi. Ôi, em không biết ăn lẩu mắm. Em phải biết ăn chứ. Này là ấy điện điện này, này ấy điện điện á chứ phải là thép từ đâu. Một lần nữa hai mời hai anh ngồi xuống đi ạ. Sao vậy? Quy. Qua tôi ăn món của tôi nè. Quá. Trời ơi, gãy răng chị ơi. Trời ơi. Gãy răng chị ơi. Nè, tao muốn cho đặt nè. Cho em cải thiện bữa ăn đi. Đau quá, gãy răng. Được anh. Các em ơi, nấm ngon quá. Ngon quá, nấm ngon nấm quá. Nấm ơi. Nấm luôn không, nấm luôn. Dạ, nấm luôn. Em Huy nè. Cảm ơn em. Ngon quá, nấm trời ơi. Nấm luôn nha. Có cần hỗ trợ gì không? Đúng không? Không có anh ơi. Nhiều em nói đúng rồi, rồi. Em công việc này của em lấy rồi. Hay lắm. Một biên điển. Món này ngon mà anh. Ngon mà anh. Thấy mình nó khó ăn quá. Phải cung cấp dụng cụ thôi. Trời, quá là dễ trai mà dễ thương nữa. À, thì ra ngươi chính là Tinh, Trần Tinh. Đúng rồi, vừa đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Dạ, tự nhiên liên quan với em Trần Tinh. Trần Tinh lấy lòng mình đó. Lấy lòng đúng không? Lấy lòng đó. Để nó quên, không có chỉ điểm á. Đúng rồi. Nãy nó tưởng đợi anh nó đâu thắng được đâu. Lúc nào cũng vậy, cái này dựng lên, fan bắt đầu vô, trời ơi, níu tinh tế quá, níu tinh tế quá. Cái gì cũng tinh tế, níu tinh tế. Ai ngờ ở ekip truyền vô chứ có gì đâu. Tự nhiên cái tinh tế. Nhưng mà khúc này bị cắt đúng không? Cắt rồi. Không, chúng tôi không cắt. Gì tinh tế, tinh tế. Còn Lâm làm trộn màu gì, cái quỷ gì màu, có ai mượn gì cái dẻ quá, cái dẻ đó, đó. Mà có giờ em làm đâu, tại đó em biết em không làm mà. Rồi các bạn nhắm là cái món càng cua đồng rang muối này có giúp các bạn no được không hả? Không no, dạ, không no chị ơi. Chị ơi, không không no được đúng không? Không no được thì bây giờ mình sẽ chơi ha. Dạ. Chơi gì chị?
Trò chơi tiếp theo có tên là trò chơi quảng cáo sản phẩm. Trời ơi. Wow. Mình ghi giỏi thiệt. Cái vấn đề ở chỗ là các bạn không biết các bạn đang quảng cáo sản phẩm gì. À tôi hiểu rồi. Mỗi một lượt quảng cáo một món hàng và hai thành viên tham gia. Okay. Nếu như đội thắng ok thì các bạn được ăn. Rồi tên mới hiểu ạ. Thành viên quảng cáo đầu tiên là hai thành viên nào ạ? Tôi và Bảo Anh. Tôi khẳng định luôn, đây là sản phẩm tôi đã tin dùng nhiều lần. Và cách đây 3 tháng tôi đã dùng nó, tôi xuống được 11kg là nhờ nó. Wow. Mà tôi không phải ăn bình thường, tôi uống. Wow. Nó là một loại dung dịch, pha với nước, quậy lên uống thôi. Cả nhà tôi uống, nhà Phương uống, tôi uống luôn. Wow. Tại sao da tôi đẹp vậy? Là nhờ cái này. Là nhờ này. Cái này là mình đã xài cho người thân yêu của mình từ còn bé thơ cho tới bây giờ. Bạn xài hay là bà ngoại xài hay là con gái xài? Rồi. Con gái xài. Đúng rồi. Trời ơi, những bé đẹp trời ơi trời. Đúng rồi. Trời ơi. Quá đẹp. Cách dùng cái bé như thế nào? Pha với nước. Pha với nước luôn hả? À. Ngoài pha với nước thì có cách nào để sử dụng này nữa hay không mời em nữ? Bôi lên mặt. Bôi lên mặt. Bôi lên mặt. Bôi lên mặt mình bôi cái đầu nhỏ hay đầu bự? Có hai đầu luôn hả? Có hai đầu. 2, 4, 6 đầu bự, 2, 3, 7 đầu nhỏ. À. Tôi xuống được 1kg là nhờ đó. Pha với nước, vậy là uống thôi. Cả nhà tôi uống, nhà Phương uống, tôi uống luôn. Bôi lên mặt. Bôi lên mặt. À, rồi mùi vị như thế nào? Chua. À, ngoài chua còn thơm. Thơm. À. Nhưng mà cái này là cần dùng nhất khi nào anh? Đúng rồi. Cái này là sáng dậy. Sáng dậy và tối ngủ. Sáng dậy là mình chát một miếng miếng lên cái đầu ngón tay thôi. Là mình thoa vô trong cái lỗ mũi. Tại vì cái hương này là hương sảng khoái. Cái hương sảng khoái mình thoa xong rồi á, mình mới lại đi ngủ lại. À, đi ngủ lại ha. Đó. Này hả, sử dụng bao lâu? Cái này xài muốn đợi. Có cần xài có cần rửa lại hay không hay là để xài vậy rửa nó mất mùi. Ok sửa mất mùi. Ok ok cái này không có rửa này cứ vậy là cái chát vô chát cho mình xong chát cho người bên cạnh. À nhắn như nhà cũng xài luôn. Bên nội ngoài xài hết là một dòng họ xài hết luôn. Đúng chát cho mặt vậy thôi. Đúng rồi hay quá. Nhờ nó mới ốp màu hồng cứng mà. Không à màu hồng ha. Màu hồng màu của Nhã Phương. Nhã Phương xài sao à? Nhã Phương là không có thoa không vậy? Để đó rồi hửi ra. Trời ơi, lại là hửi. Hửi. Ê, cái hửi vui đó. Hửi vui này sao làm hửi điều ha. Uống này rồi thoa. Hửi thoa. Chắc là không có ăn không gì, chỉ có hửi thôi. À. Đây, cái này không luôn. Hửi thôi là hửi thôi mà ốm vậy. Sản phẩm này mà chụp hình mẫu thì chụp hình tạo dáng như nào anh? Dễ nè, đây. Ví dụ. Đây bây giờ photo này. Anh không biết là nó là hình trụ hay là hình tròn gì. Nhìn cứ để. Đây. Nó sẽ là hình thoi dài. Hình thoi. Hình thoi. Đẹp nha. Hình thoi. Đó. Rồi ngang cái mặt mà nó hử mà khi mà hử thì hử hử sao hả? Wow. Hay quá, bé nam này ok nha, bé nam ok, còn bé nữ ở đó vậy đi, vậy đi, vậy đi, siêu yêu thương sản phẩm, yêu thương sản phẩm như con mình đi. Đúng rồi. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi trường tồn, không bao giờ rời xa, không bao giờ rời xa. Không có dốc, không có dốc. Wow. Ok, Brand em thấy sao okay, em? Brand em thấy là ok đó. Ở đây là ok. Bây giờ có một lời nào đó nhắn gửi đến người vợ của mình là Nhã Phương ở nhà. Em ơi, anh đã tìm ra sản phẩm chân ái cuộc đời mình. Không thể không dùng. Đây chính là gọi là cốt lõi của hạnh phúc gia đình mình. Wow. Hãy tin dùng. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi hồn vinh. Yeah. Anh này được quá. Được quá. Hey, yêu nghề. Yêu nghề. Xin mời xem sản phẩm nãy giờ mình quảng cáo. Từ từ nha, từ từ. Cũng rồi ok coi rồi chưa đưa tay trước đi để mà hả đó mãi mãi bên nhau mãi mãi trường tồn rồi đó. Ok rồi 2-3 thoại nói 2-3 kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến, đã sống trên cuộc đời thì phải một lần dùng nó. Thì phải một lần dùng nó. Có gì cứ biết chưa chưa em chưa 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 nhắm nha. Để cái bên thôi, để cái bên thôi. Rồi, ôm bé vào lòng. Rồi. Đúng rồi. Phải. Rồi. Mãi gì? Mãi mãi trường tồn. À, mãi mãi bên nhau. Không bao giờ rời xa. Không bao giờ rời xa. Yêu thương sản phẩm. Yêu thương sản phẩm. Không có dốc. Rồi, không cho đúng chứ. Em ơi, sản phẩm mà. Rồi, mở. Ủa cái gì? Ủa cái gì? Cái này cái thùng hợp cao quá. Trời ơi. Dạ,
Tôi tên là Sơn Ngân. Kính thưa nhãn hàng, kính thưa quý vị khán giả, em là Thiên Thanh, bạn thân của Sơn Ngân. Thiên Thanh là bầu trời xanh đó ha. Đúng rồi. Và bây giờ phiên live của chúng em sẽ được phép bắt đầu. Dạ. Dạ, ra đi ạ. Ra đi. Ra món đi ạ. Thấy sản phẩm này như thế nào? Dạ, đây là sản phẩm tin dùng của nhiều gia đình, của bản thân em luôn. Về kích cỡ sao? Về kích cỡ thì là họ nó có nhiều size, 3 size. Size XL, yeah. Size L và XS. Trời ơi, dạ. Thiên Thanh tin dùng nhất là size XL. Đúng. Mà mùi sao? Mùi thì cực kỳ là thơm. Trời. Và hả, Thiên Thanh là nằm ngủ hàng đêm là phải ôm nó. Rồi, nhưng mà lúc mà mình mới sử dụng á, đó, là nó cái mùi đó sao? Mùi đã lắm mà. Rồi. Hả, cái mùi này không bao giờ bay luôn. Wow. Nhớ mãi như người khi mình sử dụng xong thì mùi đó sao? Sử dụng xong rồi hả, cảm thấy là sảng khoái, cảm thấy thông minh. Đúng. Em thấy cái mùi này đối với em thì cái mùi này rất là quen thuộc giống như mùi sữa mẹ gì đó. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà sản phẩm này là sử dụng xong một lần có sử dụng lại được không? Có. Sử dụng lại em ơi, bỏ cho mấy con quay sử dụng lại. Sử dụng lại. Quay lại cho anh 3 phút nha. Dạ. 3 phút để mà hết có cho anh. Dạ, ok nha. Vừa được. Đúng, nhưng mà nhớ bọc giấy đó vô. Cái này là mình dùng khô hay cứng hay là ướt dạo nhạo? Nó có 3 loại luôn anh. 3 loại luôn. Ta phải dùng nước được. Mình bỏ vô qua bình sữa, mình nút nó từ từ. Nha. Còn nếu như da ua vậy đó, đúng. Có thể nút như da ua. Đúng. Còn ví dụ mà không thích ăn kiểu đó, đúng. Thì chúng ta có thể ăn kiểu lạnh. Ăn kiểu cứng. Đúng. Là bỏ túi đông. Bỏ túi đông vào. Không cần rã đông mà thồn vô họng luôn. Thồn vô họng luôn. Đúng rồi. Thành phần vitamin được trong đó là gồm cái gì? Có enzyme. Có vitamin A. Vitamin D. Có vitamin C không? Có luôn. À đúng rồi đó. Vitamin C phải uống vào buổi sáng. À. Thì C nó mới tốt. À. Thành phần C nó mới nhiều. À. Nó mới cứng cáp. Tặng cho người yêu được không? Tặng cho người yêu được luôn. Tặng cho người yêu nhưng ok. Mà ấy đó. Cho ví dụ như người yêu của em là đang là Hiếu đi. À. Đó là em tặng cho Hiếu được. À. Thì mình có thể làm cái nón được không? Làm nón hả? Không hả? Làm phụ kiện thời trang. Ví dụ là phụ kiện thời trang được luôn. Thì event cực kỳ tốt. Đối với tôi nếu mà lấy size XX á, thì tôi sẽ làm đai lịch. Ở đây rồi, tôi làm cái địch để tôi gia địch để mà tôi xiết ấy vô. Xiết cái eo tôi vô. Đó. Đội lên đầu được không? Đội lên đầu được luôn. À. Đội lên đầu là tốt luôn. Đội lên đầu tốt nha, học giỏi nha. Học giỏi nha. Rồi bây giờ này có rất là nhiều thứ. Một là nấu, hai là trang trí, ba là đội lên đầu, bốn là gọi là dưỡng da. Thì bây giờ mọi người sẽ chọn một cái gì đó. Đúng rồi. Để mà chuẩn bị cầm sản phẩm bắt đầu làm. Bé kia là chấp nhận đội lên đầu không? Dạ, đội lên đầu. Có cao su lên chưa? Rồi. Rồi, đội lên đầu thông minh rồi nha. Giữ cái vế đó. 3, 2, 1. Camera and action. Đội một lần, khuôn một đời. Hay quá, rồi. Rồi cái tả đó, hai chiếc ngồi trên đi. Trời ơi, trời ơi. Chị ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trước tiên là xin hỏi về bên nhãn hàng có hài lòng không ạ? Nhãn hàng ơi, em thấy là rất hy sinh luôn á. Sống chết luôn, sống chết vì sản phẩm. Gian hàng bỏ thêm 50 triệu nữa, đồ ăn thật là ngon để mời nguyên dàn những viên trời này. Trời ơi. Ở đâu mà ra? Thương mà quá ra. Hả? Quá hả? Giỏi, quá tài năng mà cái gì cũng dám làm hết. Hay quá, thôi tụi đi vô ăn đi. Rồi, xin mời các bạn ăn đi ạ. Sẵn em mời mọi người ăn món gà của mẹ em. Đâu? Đây, đây có đem theo. Trời ơi. Gà của mẹ em à. Dạ đúng rồi. Oh. Đây, mời mọi người ăn thử. Wow, gà muối em. Gà, cái này là gà tiêu tương, còn cái này là gà ủ muối. À, hồi nãy đội mình không có gì ăn á, sao chị không bưng lên, mất công đội. Chương trình kêu là phải chơi xong đó em. Chấm tương ớt không? Đúng rồi, tương ớt chinh su thích ăn cái nào chấm cái đó. Đốm, còn muốn cay hơn nữa là sia chao. Sriracha. Muốn cay hơn nữa là Sriracha. Sriracha. Muốn cay hơn nữa là Sriracha. Hay quá. Trời ơi. Đó, không là biết quá đó. Sriracha. Ok. Nãy tôi nói rồi, tôi nói là cái món này kẻ tráng miệng sẽ rất là ngon luôn mà, đúng không? Ủa cái này tráng miệng hả anh? Tráng miệng mà. Có dẹp. Nãy giờ em ăn giống như cơm vậy. Ngon. Thì nó cũng là tinh bột mà. Dạ, ngon. Còn cái lẩu này tôi ăn rồi, rất ngon luôn. Nó cho không bị ngọt như lẩu ở các tỉnh khác. Mình là nó vừa mắm. Anh ơi, mà nước trong quá anh ơi, nước trong quá. Mắm bò hút đậm đà luôn. Mắm bò hút đậm đà luôn, ngon. Ngon á. Ngon nha.
hợp lý, nước trong nha. Nãy anh nói cái này là gì? Sia cha. Sia cha. Tay thôi thì tôi khẳng định đây là món lục bình xào tỏi nha mọi người, không có tôm gì đây hết trơn á. Có bao nhiêu tôm em ăn hết rồi? Mà nhiều anh nhiều. Đúng nhất. Đúng rồi anh ơi, đua mà sao anh ý kiến được cái đó? Đúng rồi, đúng rồi. Nó hắn mình ăn đầu tiên mà. Lục bình xào tôm đã hết nha mọi người. Tôm rất ngon. Siêu ngon. Thấy không? Tôm siêu mập. À rồi cái đó là xào với gì vậy anh? Xào tôm đã hết. Nhưng mà cái lá là gì? Lục bình. Ủa lục bình ăn được hả anh? Được, bình thường. Nè. Lần đầu tiên em ăn lục bình luôn á. Ai mà ăn không quen nó sẽ bị ngấy ngấy ở trong miệng á. Nhưng mà ăn quen thì nó không bị ngấy. Ngấy là ngứa đó. Ngon quá. Ừ, nó giòn. Nó bùi bùi nữa. Có ngon đường không? Nó có nước tương như đó. Ừ, ngon quá. Rồi. Tự dưng anh nói xong thì anh ngứa quá. Đúng rồi. Cái gì em ăn không thấy ngứa. Còn cái này là người ta ăn thử làm gì nè. Nấm nướng xôi bò anh. Anh rửa tay rồi. Nấm xôi bò. Ngon. Em ăn con chuột nữa chưa? Không biết ăn. Em còn không biết con chuột ụ nữa. Em không biết con chuột. Bà con với bà kia. Bà kia. À là người ta nói là nhìn chuột ụ là chuột nhìn... ụ đó. Mặt chuột ụ. Nhìn ra con này là chuột ụ. Nhà mặt tôi đó. Không mà em mặt cọc. Mặt cọc đó. Nấm bối sao? Nấm mối, nước mối ớt rất giòn ạ. Rất là đậm đà. Không thấy ngon này mới này ngon thiệt nha. Ngon sao? Nấm mối ngọt. Dài. Em thích ăn cay cho nên là giòn nó giòn. Nó dai nó giòn không em? Giòn. Có. Giòn. Bây giờ với những bạn nào mà ăn xong rồi thì có thể thử qua món tráng miệng dừa nước ha. Ồ, dừa nước hả? Rồi xin mời món dừa nước lên đi ạ. Ờ. Món tôi yêu. Không mà nó giữ được cái vị tự nhiên. Đúng rồi. Dừa nước là thốt nốt này và vị ngọt thanh á. Nói chung là ngày hôm nay là ăn nhiều quá ha. Nhiều món ghê luôn á. Nói chung là về miền Tây là không sợ đói. Ờ. Như vậy là chúng ta có một cái buổi ăn quá ư là đều. Có một con cơm mình đó. Cơm mình đó. Món ăn của đội thắng ha, các bạn có mâm nướng BBQ tổng hợp. Rồi món cơm lam ăn với gà nướng. Và món cá nướng trong Đồng Nai. Còn đội thua thì các bạn có bữa ăn đạm bạc hơn, đó là cơm trắng với là rau rừng xào. Rau rừng này có ăn được không vậy chị? Rau rừng rau ngón đó. Phải rau ngón hay không? Đó. Để... Không phải lá ngón. Rồi, phải rồi mình lấy bữa. Phải nướng rồi. Trời ơi, gạo. Ủa, phải nướng hả? Đâu để xem nào. Qua đó phụ đi rồi xem. Bên kia rảnh tay, thấy bên kia rảnh tay phụ em nướng được không ạ? Được chứ. Ờ, có cho cái này cái kia không? Thì nướng nè, đi. có đầy đủ, có ăn có làm, có làm có ăn. Lấy cái này gấp nè, Đứng qua đây. Rồi, gấp đi cưng. Ok ạ. Ok đó. Bên kia bắp nướng ạ, có khoai nướng bắp nướng nè. Cái đá lá này á, ta gọi là lá ngón đó. À, đặc sản đó nha. Em biết lá ngón không? Có. Em biết mà. Ừ. Thì nó ăn đi không? Ăn đi tốt lắm. Tốt cho ngón tay ngón chân. Tí nữa quắt béo. Ngon quá. Ngon quá. Ăn này cảm thấy nhẹ nhàng tinh thôi ha. Ừ. Nặng người khiêng thôi. Ừ. Thanh đạm quá. Ủa sao thấy ba đứa vậy? Có độc. Có à, độc. Trời ơi, bà thấm. Có. Sao bà? Bà ác quá. Bà thấm. Bà. Bà thấm. Là ngon.
mà bỏ ra ngon chưa? Chào chúng tôi. Rau rừng có 50 ngàn một ký, bà cũng ăn chặn nữa. Bà Tâm. Thì sao có lát bị hơi đất lên cái ngầm đường, lên ngầm đường luôn. Cứng cười. Ủa Hồng ơi. Không. Sao mày chết lâu vậy Hùng? Nó ngồi đi mà. Mày hưởng ngang sớm quá vậy Hùng? Gặp sao Hùng? Không, hồi nãy có thấy nó làm, nó chuẩn bị cơm nước ba cái chén sẵn sàng hết rồi. Nó đợi mấy anh lên ăn thôi. Ủa em bị sao vậy? Ủa em ăn đâu bị sao đâu. Trời ơi, ngon mà. Em thấy cái này bình thường không có gì á. Nãy là 2-3 lần rồi Hùng. Hùng ơi. Sao vậy? Biết vậy không cho vô nhóm. Thiệt luôn á. Thiệt á. Mới lúc đầu mình thấy nó dễ thương. Đúng rồi. Ra ngoài, lấy mặt ra ngoài lại máy. Bà Thắm, nói bà Thắm. Ông Lâm. Sao ông Lâm hại á? Ông Lâm hại em hả? Thôi lăn vô lại. Sai khỏi lăn vô lại. Có người cố gắng. Thôi kệ, cho nó chơi chung mình đi. Cho chơi chung đi. Cho ngồi đầu bàn. Ok. anh trộm được không? Được. Anh trộm đi. Người ta đánh giá không ta? Gì? Ta đánh giá không? Giá đâu? Rồi anh đánh trộm ngoài. Ăn đi, ăn lẹ đi. Tước ra. Bạn kẹp vô đó rồi ai ăn? Tao tước ra. Nè. Lẹ tước. Ừ, ăn đi, trời ngon quá. Ê, ngon quá vậy. Nè có nè. Hưởng đi, hưởng đi. Hưởng. Ngon ha. Mọi người ơi, gà chín nè mọi người ơi. Trời ơi. Cắm sao với tao mẹ. Cháy mấy đứa ơi. Cháy. Anh này ổn. Con cái này bao giờ chưa, cái này ngon lắm. Lá mắc mặt. Mắc mặt. Há mồm ra. Không phải là ngon đâu. Anh nói em chơi giỏi lắm nhưng mà tại vì em su thôi. Cuộc chơi vậy anh đầu thai đụng nữa nước. Em cố tình mà anh. Cố tình chơi vậy để đụng mình thắng á. Cố tình chơi vậy là thắng hả? Dạ. Vậy em, hả? Em biết chọn người á. Lần đầu là anh tính chọn anh trai rồi. Biết kiểu gì là anh mình ăn đúng mà. Đúng rồi mà. Hay quá trời. Hay quá. Hay quá. Lần hồi đầu em có tính chọn anh không? Em tính luôn. Chọn ăn. Hay quá. Ủa hồi đầu em gọi qua cho anh đó. À đúng rồi, lúc mà 5 giờ sáng là Rick gọi tôi. Mà không biết ai ép cuối cùng chọn lộn bên kia. Chiến này chiêu quá ha, đội thắng chia hết đồ ăn cho đội thua luôn ha. Tốt bụng chứ gì? Chứ bây giờ mà anh Lâm mà thắng dễ gì chia. Nhưng mà nãy giờ em nướng ở ngoài kia em chưa có kịp coi cái tiểu phẩm. À cái tiểu phẩm mà chui chui á. Đợi đi em. Để diễn lại. Hôm nay nha, đứa nhớ liếc qua đây để ý nha. Chứ bên đây diễn không để bên đó đâu á. Nhờ báo bắt đầu để ta biết phối hợp chứ. Rồi diễn rồi nè. Thôi vậy bây giờ là gia đình giàu đi. Ừ. Xong ăn không hết nhưng mà hả tẩm độc cho con gà này. Ừ. Cho gia đình nghèo. Tẩm độc đi. Mà không cho ngồi ăn ở mâm trên. Đúng rồi. Mà thua đuổi kêu dưới gầm bàn ăn. Đúng rồi. Sau khi mà gia đình ăn xong là bị đau bụng lăn quắc. Kêu cái thằng áo đi áo xám đi tẩm độc đi. À tẩm độc đi tẩm độc đi. Áo xám qua đi tẩm độc diễn phụ coi. Em tẩm độc hả? Qua xin nè, qua xin nè. Cậu ơi con tôi đói quá, cậu có thể cho con tôi ăn được không? Được. Nhưng mà đợi ta chút xíu. Ta phải vô ta hâm nóng lại. À là tẩm độc đó ha. À wow, vừa kính quá. Wow. Người muốn ăn thì chui xuống dưới gầm bàn ăn. Trời ơi các con ơi, chúng ta có nên chui hay không? Chui đi. Cái gì mà không chui? Giả bộ nó không đi từ từ mới vô. Đúng rồi. Không. Tại sao vậy? Trời ơi, mình là con người mà chui chó, trâu, bò, chuột vô. Em ơi, em có thể nhắc tụi trẻ diễn như mình cái tâm lý được không? Cái diễn mà gãy quá sao anh quay được? Làm lợi đi. Từ đầu diễn.
muốn theo nghề không? Ủa, đang hai gia đình đi qua đạo diễn luôn. Qua đạo diễn sao vậy? Bây giờ ăn không? Thôi đưa đây cho gia đình mình ăn. Dạ. Ăn không? Ăn. Ăn thôi đưa người ta ăn. Ờ. Rồi xuống với lại ăn. Xuống ăn cậu hay sao? Đưa đi con. Đó. Ơi, con gái của mẹ. Các người phải ngồi dưới đây ăn. Rồi phải cảm ơn gia đình bá hộ nha. Gia đình bá hộ tốt bụng quá. Mẹ chua đi. Ừ. Ôi gia đình bá hộ tốt bụng quá. Ừ. Wow, ngon quá. Ôi cái phao câu kìa. Wow. Cái phao câu đi. Ăn đi. Thôi, rồi. Ừ. À. Ừ. 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 Dạ, cho sao vậy? Ừ. Ăn cái phao câu vô dạy độc liền. Ôi trời ơi, chăm lũng quen. Gia đình ơi. Sao rồi, có gia đình thì sao? Xong rồi. Trời ơi. Ủa? Cậu hai. Cậu cho người ta ăn cái gì mà người ta xùi bọt mép rồi, cậu hai. Ủa chưa? Ủa anh diễn chưa? Diễn rồi. Chưa kịp coi luôn á. Trời ơi, nãy giờ có lo nướng thịt quá đâu có biết. Diễn lại đi. Người ta tới cái đoạn là người ta hồn bay phách tán. Hồn bay, hồn ma rồi. Rồi, cả gia đình bay hết nè. Như vậy. Cả gia đình bay, chào tạm biệt đó. Trời ơi, sao bắt đầu vừa bay mà vừa lấy sao mà gia đình nó ác quá vậy. Vừa bay vừa hát nè. Hát đi. 2, 3. Trong không gian bao la em đêm, từng cơn gió dập âm 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 bì mù, tựa như thét gào happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, trời ơi, bất ngờ quá vậy. Đây là cái bánh kem của Diễm. Trời ơi, vậy Diễm là đây em phải không? Cảm ơn anh em. Hiếu, đồng ý đi Hiếu. Đồng ý đi mà. Đồng ý. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.